Anh em nào chưa biết không gửi ít tới chụp làm sao. Dũng Nguyên nha. Hôm nay người chú thân yêu của Phú Quang đập hộp tới đã đập phòng 80 nha. Đây, chú đã xài con GFX 50R. Có cái chốt này nó khóa hay sao? Được. À, lóc qua giữa auto với lại bên này nhé, F1.780. Con này thì dành cho những anh em nào mà chuyên chụp chân dung. Rồi thấy từng gọng lông nha, quay vô đây thấy nó ít thấy nhưng mà nhìn ở ngoài thì rất là nét từng gọng lông luôn đó. Bởi vậy mới nói mấy ông chụp rồi biết tha hồ mà crop này nó đâu có bị đây bể toàn bể mấy đâu, bao crop rồi bao crop. Ok, dạ, cảm ơn người chú thân yêu của Phú Quang.